Chào các bác nhá, hôm nay thì bên shop lại về một số mã mới tinh luôn để lên trân trọng phục vụ quý cô bác anh chị và các bạn. Lưu ý các bác là đã gọi điện thì không nhắn tin và đã nhắn tin không gọi điện nữa. Cũng lưu ý các bác luôn là cân nhắc trước khi mua hàng để tránh bom hàng của bên em các nhá. Đó, các bác cân nhắc kỹ trước khi mua hàng để tránh bom hàng. Tại vì là buôn bán cũng trả lời lãi được đáng bao nhiêu mà các bác cứ đặt hàng xong lại bom thì bên em khổ tâm lắm các bác. Đó, bên em rất là vất vả các bác nhá. Đó, cân nhắc trước khi mua hàng các bác nhá, cảm thấy cái món hàng nào phù hợp với khả năng, nhu cầu cũng như là kinh tế thì các bác hãng mua, chứ đừng đặt cho vui các bác nhé, đừng đặt cho vui. Đấy, lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin và đã nhắn tin không gọi điện nữa để tránh việc shop em lên đơn nhiều lần. Đấy, bên em sẽ có nhân viên chốt hết cho các bác cứ yên tâm các bác nhé. Nhắc lại các bác là cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng nhé. Thứ hai là đồng kiểm cùng với ship giúp em. Các bác xem kênh thì đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, đã nhắn tin không gọi điện, lưu ý các bác nữa là đồng kiểm cùng với ship giúp cho em nhé. Đó, đồng kiểm cùng với ship tức là ship mang đến hàng các bác nhận hàng kiểm tra cho em, không ưng thì cho về, ưng thì lấy, không ưng cho về. Đấy, thừa thiếu thế nào thì bên em còn biết lối giải quyết, chứ các bác cứ nhận hàng xong là không kiểm tra đến lúc thừa thiếu thì nó khó cho bên em các bác nhé. Đấy, lưu ý các bác như vậy thôi để chúng ta sẽ bắt đầu vào việc luôn các bác nhé. Đó, thì sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là các bác lên cho em là cái túi khoác vai các bác nhé. Túi khoác vai đó, túi khoác vai thì bên em về cái lô này giá cực kỳ là tốt luôn, chỉ có 100k bao ship thôi nhá, 100k bao ship một con túi khoác vai như này đó, một con túi khoác vai như này các nhá. Đấy, hàng thì rất là nhỏ gọn xinh xắn, có cả quai đeo như này các nhá, nói chung là rất chất luôn đó. Một con mã túi khoác vai như này, bên shop đang gửi tới các bác một con túi khoác vai này là 100k, 100k bao ship các bác nhá, 100k bao ship con túi khoác vai như này rất chất lượng luôn các bác. Đó, đây em có hai màu, màu nâu và màu đen. Đấy, có hai màu, màu nâu và màu đen như này các nhá. Đấy, các bác lấy mã nào thì lấy này. Đấy, lấy mã nâu thì lấy mà lấy mã đen thì lấy, rất là ok luôn. Ở đây thì nó có một cái túi nhỏ bên ngoài này. Đấy, một túi nhỏ bên ngoài các bác này. Đó. Sau đó lại một cái túi phụ bé nữa này. Đấy. Và các bác mở ngăn ra này. Nói chung là siêu nhiều túi luôn. Một cái ngăn để các bác bấm khuy và bỏ này. Bấm khuy và bỏ này. Đó, bấm khuy và bỏ này. Đó, các bác nhá, rất chất lượng luôn. Và một cái ngăn nữa này, một ngăn nữa đây. Đấy, một ngăn nữa để các bác bỏ này. Ngăn này là ngăn to này. Con này thì các bác bỏ những cái máy tính iPad các thứ là vừa luôn, bỏ con iPad là ok nhá. Đấy, bỏ iPad cũng ok luôn các nhá. Đấy. Nó vào là một ngăn này, hai ngăn này, đó, hai ngăn. Khóa kiếc cực kỳ là ngon luôn, khóa inox các nhá. Ba ngăn này. Đấy, và bốn ngăn này. Bốn ngăn các nhá. Đó, bốn ngăn. Rất là chắc chắn luôn, rất là chắc chắn dày dẫn các nhá. Quai đeo quai kiếc rất là ngon lành. Đó, đây, sản phẩm như này. Đấy, khuy chốt khi chiếc hàng cực kỳ là phong cách luôn. Đó. Mình để nó xẹp xuống thì nó như vậy thôi. Khi các bác bỏ đồ vào nó phồng lên nó rất là đẹp luôn các nhá. Phồng lên rất là đẹp luôn. Đấy, quai tùy chỉnh các bác này. Đây, quai tùy chỉnh đây. Đấy các nhá, quai tùy chỉnh ở đây các nhá. Đây, các bác có thể tùy chỉnh ở đây các nhá. Dài ngắn ở đây. Theo cái tùy chỉnh này. Đấy, nó rất là đơn giản. Đây các nhá. Đây em sẽ đeo thử cho bác xem luôn. Đấy, em sẽ đeo thử cho bác xem luôn các bác nhá. Đó, để các bác nắm được các nhá. Đây. Rồi chào các bác nhá. Em là Phạm Huấn đây các nhá. Đấy, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đó, đây các bác. Đây. Em đeo nó như này các bác này. Đó, rất là chất lượng luôn. Ở đây thì các bác tặng kèm một cái dây như này. Về các bác có thể sử dụng là cắm USB hay như nào đấy tùy các bác nhá. Đấy, nó tặng kèm các bác một cái dây như này. Đấy, nó luồn vào cái lỗ này này. Về các bác luồn vào cái lỗ này cho em là xong này. Đó, nói chung nó nôm na nó như vậy. Đây. Đấy, rất là chất luôn các bác nhá. Đó, đeo khoác vai như này. Đấy, khoác lên vai như này các bác nhá. Đấy, có lên cho em là túi khoác vai các bác nhá. Túi khoác vai. Đấy, hàng rất chất lượng luôn các bác nhá. Rất chất lượng, rất đẹp luôn. Đó, lên cho em là túi khoác vai. Còn túi khoác vai này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 100k các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là túi khoác vai 100k bao ship các nhá. 100k bao ship, giá rẻ như cho luôn. Đấy, em về cái lô này giá rất tốt luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái món đây. Gọi là lót giày các bác nhá. Lót giày than tre. Đây là sử dụng bằng cái dòng là than tre hoạt tính các nhá. Than tre hoạt tính, rất là tốt luôn các bác nhá. Đấy. Ở đây thì nó có cả mùi thơm các bác nhá. Có mùi rất là thơm luôn. Túi này của nó là một đôi các nhá. Một túi này của nó là một đôi này. Đấy. Cỡ thì là cỡ phổ thông. Đấy, cỡ phổ thông các nhá, từ 38 đến 40 mấy đều đi ok. Đấy, ở đây thì nó có hương rất là thơm, chống hôi chân các nhá. Đấy, chống hôi chân. Đấy các nhá, nó chống hôi chân rất là sạch sẽ luôn. Bằng vải đệm mút như này. Các bác có thể là sử dụng lâu thì mình có thể giặt thoải mái nhá. Giặt thoải mái, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đúng là hàng của Nhật các bác này. Đấy, hàng của Nhật không thể chê vào đâu được các nhá. Rất là chất lượng luôn. Đó. Các bác lên cho em là lót giày các bác nhá, lót giày than tre. Đấy, các bác lên cho em là lót giày được rồi. Một vỉ này của nó là đi 40k. Bác nào lấy từ 3 vỉ trở lên thì bên em sẽ bao ship các nhá. 3 vỉ trở lên thì bên em sẽ bao ship. Đấy. 3 đôi như này, 3 đôi như này là 120 này. 3 đôi này là 120 thì bên em sẽ bao ship các nhá. Đó. Thì nói chung là nó cũng đều như nhau thôi các bác nhá. Đấy. Cái cỡ này thì nó cũng không quan trọng lắm đâu, tại vì mình bỏ trong giày nó đều vừa hết các bác nhá. Đó. Thì một đôi như này là 40.000, một đôi này là 40.000 các bác nhá. Đây, rất chất lượng luôn. Đó, rất chất lượng như này các bác nhá. Đó.
hàng siêu đẹp, siêu chất lượng luôn. Một đôi này là 40k. Đấy, bác nào lấy từ 3 đôi trở lên bên em sẽ bao ship. Của nó có mùi rất là thơm nhá, chống hôi chân. Đấy, bằng than tre ở trong là nó dệt bằng sợi và có than tre các nhá, rất là tốt luôn các bạn. Đó, có lên cho em là lót giày than tre chống hôi chân các nhá, 40k một đôi. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là tỉa lông mũi các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là tỉa lông mũi. Con tỉa lông mũi này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 50k thôi. Hàng của Nhật đây. Đấy, vẫn còn tem mác của Nhật đàng hoàng này, hàng mới tinh chưa qua sử dụng. Một bộ này khi các bác nhận được hàng thì bao gồm là một cái tỉa này và một cái chổi vệ sinh các bác nhá. Một cái tỉa và một cái chổi vệ sinh đây. Nó rất là tiện dụng như này các bác nhá. Đấy. Con này thì cơ chế hoạt động của nó cực kỳ đơn giản này. Các bác chỉ cần đưa vào như này. Đấy, đưa vào như này. Sau đó thì mình xoay như này các bác này. Đấy, mình xoay như này. Xoay như này các bác nhá. Mình xoay như này là cái lông nó sẽ bị đứt. Và ưu điểm của nó là đây, con này em đang xoay như này, nhưng mà nắm tay vào nhá. Tức là cái vành của nó là nó cắt nó chỉ mặt bên trong thôi, còn bên ngoài không ảnh hưởng gì. Các bác cứ đây cho như này, vẫn xoáy như này, vẫn cắt được. Đấy, không ảnh hưởng gì thì các bác nó không sợ bị đứt bên trong mũi nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, một tặng kèm một cái chổi như này. Các bác lên cho em là tỉa mũi các nhá, 50k một cái bộ tỉa lông mũi này nhá. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô là nước hoa khô của Ấn Độ nhá, nước hoa khô của Ấn Độ. Đấy, con này thì bên em cũng gửi tới các bác cái giá là 100k và bao ship. Một hộp này của nó thì nó bao gồm là một đây, một vỉ như này các bác nhá. Đó, Indian các bác này, Median các bác này. Đó, hàng của Ấn Độ rất chất lượng luôn. Mã tem, mã vạch các thứ đàng hoàng các bác này, rất chất lượng luôn các bác nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Các bác lên cho em là nước hoa khô Ấn Độ các bác này. Đấy. Một hộp này của nó rất chất luôn, bao gồm là ba lọ ba mùi như này. Đó, Silver này, Headrat này, rồi Paris các bác này. Đó, Paris các bác này. Đấy, rất là chất lượng luôn. Đó. Thì đây. Đấy, ở đây thì hương của nó rất là thơm luôn các nhá. Các bác chỉ cần đẩy xuống như này này, đấy. Nó là vào dạng là như kiểu là sáp các nhá. Đấy, các bác chỉ cần bôi lên tay này, hoặc là bôi lên hai bên tai hoặc thái dương các nhá. Đó. Là nó sẽ lưu được hương thơm. Đấy, một bộ như này bao gồm là ba mùi khác nhau. Đấy, ba mùi khác nhau như này. Các bác lên mã giúp cho em là nước hoa khô. Con này các bác dùng để mà đi tán gái thì rất là ok luôn. Đó. Mã tem, mã vạch đàng hoàng, rất chất lượng luôn. Đấy, các bác lên cho em là nước hoa khô. Một hộp này của nó là ba lọ. Bên shop đây, đây ba hộp như này. Đấy, một hộp là ba hộp nhỏ này. Các bác tụt xuống như này xong. Đó. Hàng cực chất, cực kỳ là phong cách luôn các bác nhá. Đó. Mùi của nó thơm dịu nhẹ nhá, thơm dịu nhẹ và lưu hương lâu các bác nhá. Đó, một hộp này. Đó, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 100k bao ship. Các bác lên cho em là nước hoa khô Ấn Độ, 100k bao ship các bác nhá. 100k bao ship. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop còn một ít cái sản phẩm đó là cái đây, đấy. Đó là cái mũi khoan các nhá. Mũi khoan đa năng thì bên em chỉ còn có cái loại là mũi 8 và mũi 10. Mũi 8 và mũi 10. Đấy là hai mũi phổ thông, mũi 8 và mũi 10. Bên em đang bán là 40.000 thì hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác là 30k. Đấy, 30k các nhá. Đó. Em chỉ còn mũi 8 mũi 10 thôi. 30k một mũi các nhá. 30k một mũi này. Đó. Các bác lên cho em là mũi khoan đa năng 30k một mũi này. Đó, bên em có mũi 8 và mũi 10 các nhá. 30k một mũi này thôi. Đó, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy, có hai dòng, mũi 8 và mũi 10. Mũi 8 và mũi 10. Đó, bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 30k một mũi, 30k một mũi các bác nhá. Đó, 30k một mũi. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên em còn hai cái mỏ hàn xanh. Đấy, các bác lên đã giúp cho em là mỏ hàn xanh. Con mỏ hàn xanh này thì bên em đang bán với cái giá là 200k. 200k một con mỏ hàn xanh này các bác nhá, 200k. Hôm nay thì bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác với cái giá là 150k. Đấy, bao ship, nhưng mà với điều kiện là các bác phải chuyển khoản hết các bác nhá. 150k bao ship, chuyển khoản hết. Đấy, ở đây nó nhả thiếc tự động. Các bác sẽ được tặng kèm thêm một cuộn thiếc. Đấy, các bác về các bác lắp thiếc vào đây là nó nhả thiếc ra cái đầu này. Và cái đầu này được các bác hàn. Đấy, các bác lên trên là mỏ hàn xanh các bác nhá. Mỏ hàn xanh 150k bao ship là các bác chuyển khoản hết. Em còn hai cái nữa thanh lý nốt các bác nhá. Thanh lý nốt mỏ hàn xanh các bác nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô là ống hút dung dịch các bác nhá. Ống hút dung dịch. Đấy, cái này thì về các bác hút rượu rồi hút chất lỏng các kiểu con này đều được luôn. Đó. Lô này thì bên shop về cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, cực kỳ là tốt. Thanh lý cho các bác với giá là 40k một cái thôi các bác nhá. 40k. Đấy, có lên cho em là ống hút dung dịch 40k một cái này. Các bác được tặng kèm thêm hai đai. Đấy, các bác bóp này nó sẽ ra này. Đấy, và cái phần ống này của nó thì nó vào khoảng là đi 1 mét. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem. Đây các bác nhá. Đó, các bác chỉ cần đặt vào bình này. Đó. Sau đó thì mình cứ thế là mình hút ra thôi. Nó rất là tiện như này các bác này. Đó, đây. Đấy, rất là tiện luôn. Đó, đấy, hút xăng này, hút rượu, hút nhớt, hút dung dịch này. Đấy. Các bác có thể là cho hai đầu bằng nhau hoặc là hai đầu lệch nhau, tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của các bác, rất là tiện luôn. Đấy, thay nước bể cá các kiểu con là điều được luôn. Giá cực kỳ là tốt luôn, 40k các bác nhá, 40k. Đó, hút ra hút vào được hết các bác nhá.
Đó, hút ngược, hút xuôi, hút ra, hút vào, ok hết. Đấy, 40k thôi. Giá cực kỳ là tốt luôn các bác nhá. 40k. Đấy, các bác lên cho em là ống hút dung dịch các bác nhá. Đấy. Làm như này là đổ vỡ luôn nhưng mà cái này thì cực kỳ là ngon luôn. Lên cho em là ống hút dung dịch các bác nhá. Đó, 40k. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là sạc móc khóa các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là sạc móc khóa các bác nhá. Đó, sạc móc khóa. Con này thì bao nhiêu nhỉ? Sạc móc khóa 130k. Bao ship các bác nhá, 130k bao ship. Các bác lên đã giúp cho em là sạc móc khóa nhá, sạc móc khóa đây. Nó con này thì nó chỉ dùng cho iPhone thôi. Đó. Các bác lên cho em là sạc móc khóa nhá. Con này chỉ dùng được cho iPhone thôi, lưu ý các bác vậy. Đấy, có lô thì em về màu trắng, có lô thì em về màu hồng, nói chung nó cũng về ngẫu nhiên thôi các bác, nhưng mà hàng rất là đẹp luôn như này. Đấy, khi các bác nhận được hàng, hàng trong hộp như này các bác nhá, rất chất lượng luôn. Đây. Đấy, các bác còn được tặng kèm thêm là một cái dây sạc này. Một cái dây sạc này để các bác cắm sạc này. Đấy, các bác cắm sạc này và một cái đầu móc khóa như này. Các bác cho cái đầu móc khóa này vào đây, cho đầu móc khóa này vào đây các bác nhá. Đây. Đây để em sẽ cho thử cho bác xem này. Đó, cho cái đầu móc khóa vào đây. Đấy, nôm na nó như này. Đấy, nó như này. Đó, thế là các bác dùng cho vào móc khóa ô tô các bác nhá. Khi các bác sử dụng nhá, sử dụng điện thoại iPhone. Con này thì dung lượng của nó là 1500 các nhá. Đây. Đấy. 1500A con này, 1500A. Đó, nói chung là các bác sạc một con điện thoại iPhone cũng là ok. Đấy, hết pin là đẩy vào phát là xong. Đây các bác đẩy vào như này cho em. Đó, đây đang sạc này. 53%, ok chưa các bác nhá. Đó, ok luôn. Đây các bác nhá, cắm vào này. Đấy, cắm vào ok chưa? Đây pin nó báo đỏ này. Sạc 53% các bác nhá. Đó. Còn khi nào mà nó hết pin ấy thì nó sẽ không báo nhá. Đấy. Khi nó hết pin thì cái này nó sẽ đỏ này, còn xanh này nó sẽ báo này. Các bác không dùng nên các bác kéo nó vào. Dùng thì các bác ấn nó như này, sau đó cắm sạc vào cho em các nhá. Đó, báo luôn 53%, rất là ok luôn các bác nhá. Đó. Thì bên shop đang gửi tới các bác con sạc sạc không dây iPhone này. À các bác sạc móc khóa iPhone này là giá của nó là 130.000. Đây các bác cắm ở đây như này cho em, cắm ở đây như này cho em. Đấy để sạc này. Nói chung là rất là tiện dụng rồi. Các bác dùng đeo vào chìa khóa ô tô. Đấy hoặc là đeo vào cái móc khóa của mình. Đấy, hoặc là đeo vào móc khóa xe máy. Thế là khi các bác đi làm, đấy nó có vấn đề gì thì các bác cứ dùng. Đây, cắm như này rất là tiện nhá. Các bác cứ cắm như này cho em và đang cắm mình vẫn sử dụng được điện thoại bình thường này. Đấy, đang sạc nhá. Đang sạc này. Đấy vẫn sử dụng điện thoại này. Đấy các bác theo, nói chung là siêu tiện dụng luôn. Đấy, siêu tiện dụng luôn. 130.000 cho cái con sạc móc khóa nhá. Các bác lên cho em là sạc móc khóa 130k. Đấy. Hàng giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã cho em là sạc móc khóa 130k. Đó, 130k con sạc móc khóa này. Giá cực kỳ tốt luôn, sạc móc khóa 130k các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái thảm thảm bếp các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là thảm bếp. Con này thì chiều dài của nó là 1m2 và chiều rộng của nó là 40 các bác nhá. 42, 1m2 40 và con này là một con nửa như này là 1m60. Đấy. Tổng như vậy là các bác được 1m8 thảm, 1m8 thảm như này. Đó. Thảm này là thảm siêu thấm của Nhật các bác nhá. Đó. Bên em có bán lẻ, lẻ con này là 100, lẻ con này là 100 các bác nhá. Đấy, còn các bác lấy cả bộ như này là 200.000, 200.000 các bác nhá. Đấy. Thì nếu các bác lấy lẻ con này thì các bác lên cho em là thảm lau chân. Đấy, còn nếu lấy cả bộ như này thì các bác lên cho em là thảm bếp các bác nhá. Thảm bếp. Thảm bếp thì 200 là em bán cả bộ như này. Đấy, em bán cả bộ như này. Còn các bác lấy nguyên thảm lau chân thì bên em bán là 100.000 cái con này. Đấy, còn lấy cả bộ như này là 200. 200 các bác nhá, 200.000. Đó, rất là hợp lý luôn, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Cả bộ hai con như này. Đấy, hai con như này thì các bác giải vào gian bếp nhà mình rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em là thảm bếp các nhá, thảm bếp 200k. Thảm này là thảm của Nhật các nhá. Đấy, chất liệu ở bên mặt dưới của nó là cao su non và mặt trên của nó là rộng nỉ các bác nhá, rộng nỉ đấy các bác này. Đây. Đấy, nó là thuộc rộng sợi nỉ như này các bác này. Đấy. Thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay. Điện thoại ra ơi. Đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là bơm lùn của Nhật các nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là bơm lùn Nhật. Con bơm lùn này thì bên shop đang gửi tới các bác với giá là con bơm lùn này thì bên shop đang gửi tới các bác với giá là 150k con bơm lùn này các nhá. Các bác lên cho em là bơm lùn Nhật 150k. Hàng rất chất lượng luôn. Đây các bác này. Đó, rất chất lượng như này. Đấy. Điện thoại. Đây. Đấy, rất chất lượng luôn các bác nhá. Hàng mới tinh, chưa qua sử dụng, rất chất lượng luôn. Đó. Con này thì khi các bác sử dụng thì các bác ấn này cho em. Sau đó thì đẩy cái chân này xuống này. Đấy, cái chân này thì mình giẫm chân. Đây các bác nhá. Đấy, đây, em sẽ giận thử cho các bác xem này. Đấy con giẫm như này. Đấy cho nó giận này. Đấy. Rất là đẫy hơi luôn các bác nhá. Rất là đẫy hơi luôn. Các bác có thể dùng bằng chân hoặc bằng tay tùy theo nhu cầu của các bác. Đấy, giận bằng chân được, giận bằng tay được, nó rất là nhẹ. Đây, piston của nó rất là khỏe luôn. Dây dạ kết nối đàng hoàng và được tặng kèm thêm cả hai cái phần này nữa này. Con này rất là nhỏ gọn, các bác có thể bỏ vào cốp xe máy được. Đấy, bác nào hay đi đường dài
đấy mà cần một cái bơm đấy để chúng ta sử dụng ngay trực tiếp, đặc biệt là các bác đi đường dài đấy thì các bác chế cho em mang cho em cái bơm này cộng với lại một số cái đồ nghề để thay tháo là các bác có thể đã vá xe dọc đường được rồi. Đấy, chúng ta dùng để đi du lịch, đi chơi, đi phượt. Đấy, bơm được cả xe máy, xe đạp, ok hết các nhá. 150k. Các bác lên cho em là bơm lùn 150k. Đấy, bán 180 bao ship. Thanh lý luôn cho bác với giá là 150k con bơm lùn này. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là các bác lên cho em là cái này nó là cái miếng dán ngải cứu các nhá. Miếng dán ngải cứu. Đó, miếng dán ngải cứu. Con này thì chống đau đau nhức rồi. Đó, miếng dán ngải cứu này. Đó. Miếng dán ngải cứu hàng của Nhật coi nhá. Đó, ngải cứu. Con này thì chuyên chống đau nhức, đau mỏi vai gáy các kiểu luôn. Một vỉ này của nó là 12 miếng, giá là 30k coi nhá. 30k một vỉ 12 miếng như này. Đây. Một vỉ của nó là 12 miếng coi nhá. Một vỉ của nó là 12 miếng. Rất là ok luôn coi nhá. Đó đây. Một vỉ của nó là 12 miếng này. Đấy, đây. Cái độ dính của nó thì siêu dính cực kỳ là tốt luôn. Đấy các bác nhá, 12 miếng như này, siêu dính luôn. Về các bác cứ bóc ra cho em. Đây. Các bác bóc ra các bác nhá. Đấy, bóc ra. Cái này nó độ dính của nó thì thôi rồi luôn, dính rất là mạnh luôn các bác nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy. Em dính thử cho bác xem nhá. Đó, đây. Đấy, các bác cứ dính thoải mái luôn các bác này. Đây, dính này. Đấy. Em dính như này nhá. Các bác có thể là dùng sang 2 ngày được. Đây các bác này, nó dính này, lôi ra này các bác này. Đó. Cái này thì nó không nóng ngay đâu các bác, dùng khoảng 2 30 phút bắt đầu nó mới nóng ran lên luôn. Khi các bác dùng mà nếu nó nóng quá thì các bác không chịu được thì các bác bóc ra chuyển cho em sang cái vị trí khác thôi nhá. Đấy, chứ các bác để lâu là nóng quá là nó sẽ bị phồng ra đấy các bác. Cái này nó siêu nóng luôn. Đấy, siêu nóng luôn, dùng rất là tốt các nhá, dùng rất là tốt luôn. Đấy, các bác bị đau nhức, đau mỏi vai gáy, đau đốt sống lưng, đốt sống cổ, các bác dán vào cho em. Đấy, bắp tay, bắp chân, nói chung là chỗ nào mình đau thì mình dán chỗ đó, nói chung là rất tiện dụng như vậy. Các bác lên cho em là miếng dán ngải cứu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác với giá là 30.000. 30.000 một hộp này không nhá. Đó, 30.000 hộp. Bác nào lấy từ 5 hộp trở lên thì bên em sẽ bao ship. Đấy. Lên cho em là miếng miếng dán ngải cứu 30k. Lấy từ 5 hộp trở lên bên em sẽ bao ship. Sản phẩm tiếp theo đó là bên em còn một lô cái máy cạo râu còn ít nữa. Đấy, bên em đang bán là 160.000. 160k một con này không nhá. Máy cạo râu này, hàng siêu chất luôn. Đây không nhá. Đó. Con này cạo rất là khỏe luôn. Máy của thương hiệu Zandu không nhá. Zandu. Đây, hàng made in Japan con này. Đó, made in Japan này. Đó, đây, cạo râu cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy các bác nghe cái tiếng dầu nó đứt như này là các bác biết là rất là ngon rồi. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới tận tay các bác với cái giá là đi 150.000. Đấy, bán 160, thanh lý luôn cho bác, cái giá là 130k. 130k và bao ship các nhá. 130k bao ship, các bác lên mã cho em là máy cạo dầu. Ở đây thì nó có cả cái phần để cạo các bác dùng để tăng đơ này. Đấy, tăng đơ dâu dài thì các bác tăng đơ trước xong cạo sau. Cạo thì mình đẩy cái phần này lên. Đấy các nhá, rất là tiện dụng luôn. Các bác lên cho em là máy cạo râu. Đấy, máy cạo râu một máy cạo râu này là 130.000 bao ship thôi nhá, 130.000 bao ship. Tiếp theo đó là em lên cho các bác cái sản phẩm. Đó là cái xiên dĩa các bác này. Đấy. Các bác lên mã cho em con này là xiên hoa quả các nhá. Đó, xiên hoa quả. Đây. Xiên hoa quả các nhá. Đó, xiên hoa quả. Con này thì xiên hoa quả này là bên em đang bán với cái giá là 70k. 70k cho 10 cái các nhá. Đấy, lên mã cho em là xiên hoa quả. 70k cho 10 cái này. Đấy, rất là tiện dụng như này. Đấy, một hộp này của nó là 10 cái này. Rất chất lượng luôn. Hàng của thương hiệu Winling, cực kỳ là dày dẫn nó chắc chắn như này không nhá. Đó. Rất là dày dẫn chắc chắn như này. Con này buổi ban gọi là các bác dùng để ăn hoa quả thứ rất là ok các nhá. Đó, nó sạch sẽ. Đấy, một hộp này của nó là 10 cái, lên cho là xiên hoa quả 70k. 70k cái xiên hoa quả này các nhá. Lên cho là xiên hoa quả 70k. Đó. Tiếp theo thì bên em còn một ít cái sạc rút đây các bác này. Qua lên cho em là sạc rút các bác nhá. Đó, sạc rút như này. Ba đầu. Lên cho em là sạc rút các bác nhá. Sạc rút ba đầu. Đó. Lên mã cho em là sạc rút. Con sạc rút này thì bên em đang bán là 90.000. Hôm nay bên em sẽ thanh lý cho bác với cái giá là 60k. Lên cho em là sạc rút các bác nhá. Đó, sạc rút. Sạc rút của Nhật các bác nhá. Đó. Thanh lý thạc sạc rút đây. Made in Japan đây các bác này. Đó, đây. Made in Japan này. Rất chất lượng luôn. Thanh lý luôn cho các bác với cái giá là 60k con này các bác nhá. Đây, made in Japan con này. Đó. Thanh lý luôn 60k nhá. 60k mà con sạc rút này thôi. Có lên cho em là sạc rút 60k con này không nhá. 60k con sạc rút này. Đó. Rồi, sản phẩm thì còn rất nhiều nhưng mà em xin dừng video tại đây. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý quán anh chị và các bạn.